ngày 10 tháng 5 năm 2022, tại sân bay Mars Harbor, một máy bay Cessna thuộc sở hữu của Beech Amphibian đang chuẩn bị cho một chuyến bay được thuê bởi một người đến từ Florida, Hoa Kỳ. Chuyến bay mang số hiệu PGN-333W có hành trình từ Bahamas để đến Florida. Với độ dài đường bay là 365 km, sẽ mất 1 giờ 30 phút bay. Chiếc máy bay được thuê tư nhân, với chỉ một phi công đảm nhiệm việc lái máy bay. Phi công chính không được công bố danh tính, 44 tuổi. Ông có kinh nghiệm 4.800 giờ bay, trong đó có 2.000 giờ trên Cessna 208. Anh được công ty du lịch Beech Amphibian thuê cách đây 2 năm. Anh chủ yếu thực hiện các chuyến bay ngắm cảnh hoặc thuê chuyến theo lộ trình xuất phát từ các sân bay ở vùng biển Caribe. Phi công chính không có quá nhiều kinh nghiệm bay, tất cả thời gian bay đều được tích lũy trên các máy bay nhỏ, một động cơ. Trên máy bay cũng có 2 hành khách, trong đó có một người là bạn của phi công. Người còn lại là anh Darren Harrison, 39 tuổi. Anh là người trả tiền cho chuyến bay này. Máy bay Cessna Caravan 208 mang số đăng bạ N333LD có chuyến bay đầu tiên vào ngày 27 tháng 5 năm 2015. Đồng thời nó thuộc sở hữu của giám đốc công ty Beech Amphibian, nhưng được ông đưa vào để thực hiện các chuyến bay thương mại. Gần một tiếng sau khi cất cánh, chiếc máy bay đạt độ cao bay ổn định 12.000 feet. Lúc này máy bay vẫn được đặt ở chế độ lái tự động, bám sát hành trình đến sân bay Fort Pierce, Florida. Thời tiết rất thuận lợi cho chuyến bay hôm ấy. Anh Darren Harrison thuê chuyến bay này để trở về nhà sau khi đi câu cá tại vùng biển Caribe cùng bạn bè. Một lát sau, phi công nhận được yêu cầu hạ xuống độ cao 9.800 feet để chuẩn bị cho việc hạ cánh. Sau khi hạ xuống độ cao 9.800 feet, phi công nói rằng anh ấy cảm thấy chóng mặt và khó thở. Nhanh chóng cả hai hành khách còn lại bắt đầu hỏi thăm sức khỏe của anh ấy. Lúc này máy bay đã được chuyển sang chế độ lái thủ công để chuẩn bị hạ cánh theo phương thức VFR. Chỉ vài phút sau khi nói chuyện với hai hành khách, phi công duy nhất của chuyến bay ngất đi mà hai người ở sau không hề hay biết. Do ở chế độ lái thủ công nên chiếc máy bay bắt đầu lao xuống. Darren gọi phi công nhưng không nhận được trả lời. Anh ta nhanh chóng kéo cần lái của máy bay lên từ phía sau. Darren lấy lại được độ cao, tạm thời họ thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi phát hiện phi công đã ngất đi, anh ấy bắt đầu tìm cách liên lạc với ATC. Airman 333 Lima Delta, 4 Pierce out. I've got a serious situation here about pilot.
Darren cố tìm máy phát đáp trong cái buồng lái hàng trăm nút bấm một cách khó khăn. Việc chuyển sang tần số 7700 giúp cho các máy bay và không lưu khác trong khu vực biết rằng đây là một trường hợp khẩn cấp. November 3 Lima Delta, can you say again what the situation is? Number 3 Lima Delta, can all broken. What was the situation with the pilot? He is out. 3 Lima Delta, roger. Try to hold the wings level and see if you can start descending for me. Push forward on the controls and descend at a very slow rate. Darren nhận thấy rằng anh ta sắp đi vào thành phố. Việc này khiến anh vô cùng lo sợ. The 3 Lima Delta on the transponder, if there's a button that says ident, hit the ident button for me. Ident. Do máy bay nằm ngoài khu vực quản lý của không lưu Fort Pierce, nên nút ident phải được bấm thì chiếc máy bay mới hiện lên màn hình radar của họ. Number 3 Lima Delta, if able, I have a frequency for you to put into your radio. It's 132.15, 132.15. That's Palm Beach approach. It may have a better idea of where you're at. Number 3 Lima Delta, did you copy the frequency 132.15? No. Darren đã đi vào vùng quản lý của sân bay Palm Beach. Chính vì vậy, không lưu hỗ trợ anh ấy đã cố gắng giúp Darren có thể liên lạc được với trạm Palm Beach bằng điện thoại di động. Number 3 Lima Delta, do you have a cell phone with you? Yes, I do. Darren khá nhanh trí. Anh ấy bắt đầu hỏi đến việc làm sao để thắng máy bay khi hạ cánh. Number 3 Lima Delta, Palm Beach approach is going to talk to you. They're going to direct you to the Palm Beach airport. You should hear them on this frequency momentarily. Qua điện thoại di động, các nhân viên kỹ thuật bắt đầu hướng dẫn Darren rẽ phải máy bay về phía sân bay Palm Beach và tiếp tục hạ độ cao. Darren tiếp tục được hướng dẫn để thiết lập phanh và các hệ thống khác trước khi hạ cánh. Sau một khoảng thời gian đầy khó khăn, Darren đã đưa chiếc máy bay vào hướng hạ cánh của đường băng 10L, sân bay Palm Beach. Sân bay tạm dừng các hoạt động trong một tiếng đồng hồ để hỗ trợ và ứng phó cùng Darren.
chiếc máy bay Cessna Caravan 208 hạ cánh an toàn xuống sân bay Palm Beach mà không hư hỏng bất kỳ bộ phận nào. Phi công được cấp cứu ngay lập tức và may mắn thay anh ta đã sống sót. Cú hạ cánh của Darren đã cứu lấy chính anh ấy cùng với hai mạng người khác. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ tiến hành điều tra sự cố. Điều tra cho thấy phi công chính bị phình tách động mạch chủ, bệnh gây nhiều nguy cơ nguy hiểm đối với những người huyết áp cao hoặc bệnh tim. Trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến vỡ động mạch chủ gây tử vong ngay lập tức. Darren Harrison đã trở thành người hùng với sự giúp đỡ của nhân viên không lưu kỹ thuật Robert Morgan, người cũng không có bằng cấp hay kiến thức trên Cessna 208. Anh ấy chỉ tra Google về hình ảnh buồng lái và giúp sức cho Darren. Cuối cùng tất cả mọi người cũng đã được trở về với gia đình của mình.